Diễn viên Quang Sơn trở lại màn ảnh sau 2 năm điều trị ung thư. Sơn muốn đóng phim truyền hình để ba mẹ có thể thấy con mình trên TV mỗi ngày. Diễn viên Quang Sơn chia sẻ về vai diễn đánh dấu sự trở lại của mình sau 2 năm điều trị ung thư với phim Giấc mộng đêm hè. Quang Sơn tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và sớm thể hiện tài năng nghệ thuật khi giành ngôi vị quán quân chương trình Gương mặt Điện ảnh 2019. Quang Sơn được nhiều người biết đến với những vai phản diện trong loạt web drama và cả phim điện ảnh nổi bật như Ông Trùm, Dẹp loạn giang hồ, Sài Gòn Gangster, Chị 13, Cú đấm thép. Không chỉ là một diễn viên, anh còn lấn sân sang làm mẫu ảnh và vũ công nhờ chiều cao ấn tượng 1m8 cùng gương mặt đậm chất điện ảnh. Anh thường khiến khán giả nhớ đến với hình ảnh một diễn viên cháy hết mình với nghề, không ngại thể hiện đa dạng vai diễn và cố gắng thể hiện trọn vẹn từng nhân vật mà anh hóa thân. Tuy nhiên, ít ai biết đằng sau hình ảnh một nam diễn viên luôn đầy năng lượng, hoạt bát ấy đã từng có 2 năm dài chiến đấu với bệnh ung thư tuyến giáp. Anh phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật và 3 lần xạ trị, khiến nam diễn viên không thể nói chuyện bình thường trong suốt 6 tháng. Khi sức khỏe ổn định hơn, niềm đam mê trong anh đã thúc giục anh quay lại với nghệ thuật, tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Cơ duyên đã đưa Quang Sơn đến buổi casting phim Giấc mộng đêm hè và góp mặt trong dàn cast chính của phim. Trong phim Giấc mộng đêm hè, Quang Sơn vào vai Kha, một chủ nhà hàng giàu có. Kha là người duy mỹ, đa cảm, có chút cộc cằn, dễ yêu nhưng cũng dễ thất vọng trong tình yêu. Kha mang lòng yêu Châu, Sĩ Thanh bởi vẻ ngoài sắc sảo cùng hoàn cảnh đáng thương mà cô dựng lên, nhưng anh không biết Châu sắp sửa kết hôn với Tín, Trung Huy. Rời bỏ chồng sắp cưới để đến với Kha, Châu mặc sức tiêu xài trên sự giàu có mà anh đem lại chứ không san sẻ khó khăn cùng anh, khiến Kha ngày càng mệt mỏi. Biến cố xảy ra khiến Kha mất người thân và cả sự nghiệp, lúc này thì Châu bỏ đi và tìm về người cũ. Khác với các vai phản diện đặc trưng của Quang Sơn, lần này nam diễn viên đảm nhận một nhân vật có ý chí, kiên cường và đa cảm. Được biết đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên mà anh tham gia trong sự nghiệp diễn xuất của mình, mặc dù từng tham gia rất nhiều web drama và cả phim điện ảnh. Nhưng đây là phim truyền hình đầu tiên của Sơn, đồng thời cũng là dự án phim ảnh đầu tiên sau 2 năm dài điều trị bệnh ung thư. Sơn muốn đóng phim truyền hình để ba mẹ Sơn có thể thấy con mình trên TV mỗi ngày. Khi hóa thân thành Kha, Sơn đã từng nhập tâm đến nỗi có cảm xúc yêu thật với Sĩ Thanh, đảm nhận vai Châu. Đồng thời có những kỷ niệm rất tuyệt vời khi tham gia dự án này. Cùng đóng với Quang Sơn trong Giấc mộng đêm hè là những gương mặt quen thuộc như diễn viên Mạnh Hùng, Phúc An, Sĩ Thanh, Song Dương, Trung Huy, Chu Nhã Mi, Duy Hakota. Phim đang phát sóng lúc 20 giờ trên kênh truyền hình Today TV.